Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 7 thửa đất của ông Đỗ Trọng Hùng, bà Đoàn Thị Tươi, anh Đỗ Văn Tuấn, chị Đỗ Thị Minh Phương có địa chỉ thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Căn cứ bản án số 25 ngày 4 tháng 11 năm 2019 và bản án số 35 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tòa án Nhân dân huyện Văn Lâm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm ban hành quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Hùng, bà Tươi, anh Tuấn, chị Phương là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng vận tải và thương mại Thành Đạt để thu hồi nợ cho ông Cao Bá Mạnh là chủ nợ mới, kế thừa toàn bộ quyền nghĩa vụ đối với khoản nợ của công ty Thành Đạt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Kê biên đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần tư vấn xây dựng CDC để thu hồi nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Hưng Yên. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản.